Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới nhiều sức khỏe và thành công nha. Hôm nay em về một số mẫu bao độc lạ luôn, nội địa Nhật. Rồi. Anh lên trước một con bát quái nha, Tao Kinh Tri của Oren. Size của nó là cỡ 38 39 chưa núm nha, 6 kim, niềng xoay. Dạ quang luôn nha. Đây em test dạ quang cho cả nhà cùng xem nha. Đó, rất là sáng luôn. Mới tinh dây NATO nè. Mấy anh không thích dây NATO thì về gắn gắn dây dù, dây dai đó tùy. Đó, rất là đẹp luôn. 6 kim dạ quang. Đó. Đây, bấm giờ 1 trên 10 nha. Ở trên này là 1 trên 10 giây, còn ở dưới là kim dây nè, dây báo được, đếm được, còn bên đây là số phút mà đếm đếm được. Đó. Hoạt động full chức năng luôn, còn rất là đẹp nha. Dây NATO là mới tinh luôn á. Rồi con này có mã là T2 nha. Đây em lên một con độc lạ. Đó. Có kính nha. Đó, rất là hình này là nhân vật Lupin á. Phim hoạt hình là Lupin Đệ Tam á. Đây. Đó, có kính nha. Rất là đẹp luôn. Size của nó là 5 35 36 vậy á. Cả núm là 373, dây bao dài luôn. Đó, rất là đẹp nha. Đó. Mã của nó là Y1 nha. À, đẹp keng. Rồi em lên thêm một con A3 đi. Rồi, niềng xoay nha. A3 độc lạ. Nó có khung bảo vệ nè, như Casio G sóc vậy. Và đặc biệt nó là full dạ quang nha. Đây mình cho các bạn xem dạ quang nha. Đây, dạ quang sáng như đèn vậy. Cực kỳ sáng luôn. Rất là nhạy. Size của nó hả? Size của nó bao cỡ 38 á, 38 chưa núm, nếu cả núm luôn phải 435. Càng của nó hả? Càng của nó là 42 á. 42. Đó. Cái này mình không thích thì mình về thay dây dù, dây cao su hay là dây dai đó tùy một người. Đó niềng xoay luôn nha, mặt là dạ quang rất là sáng luôn. Chạy full chức năng nha. Đó. Con này có mã là A4 nha. Đây. Đó, rất là đẹp. Rồi, em lên tiếp một con Casio độc lạ nha. Con này là gọi là Casio câu cá, đo nhiệt độ nè, tuổi trăng nè. Dữ liệu thủy triều nè, đó chuông nè, giờ thế giới, bấm giờ đếm ngược, báo thức, lịch vạn niên, giờ thế giới nè nha. Đó, bên sinh rất là nhiều múi giờ. Đó, chỉnh kim nè, nhiệt độ nè, nhiệt kế rất là ngầu luôn. Size ngang của nó là 45 á. Này em bán mấy con rồi, con này rất là chạy, vừa có giờ điện tử vừa có kim nữa, rồi có nhiệt kế nữa, đo nhiệt kế mọi lúc mọi nơi luôn, tuổi trăng này kia, mật độ cá này nha. Đó, mật độ cá nè, rất là độc luôn. Đây mới tinh luôn nha, đẹp keng luôn, dây rin từ A đến Z luôn. Con này có mã là C50 nha. Đây đẹp keng, đèn của nó đèn nền xanh, đèn nền xanh dương đó, rất là sáng luôn. Đó. C50 nha.
Rồi sẵn đó em lên thêm một con G-Shock có đèn tự động nha. G-Shock mã của nó là AW590, con này đang bán new ở ngoài Khái Động là 2 triệu mấy đó. Mã của con này là G1 đi, 2 triệu mấy đó. Nhưng mà em bán này cũ nhưng mà còn mới tinh à, em bán là 680 bao ship á. Đây em test đèn tự động cho cả nhà mình xem nha. Đó, rất là nhạy, giơ nhẹ tay thôi là sáng liền, chạy hai máy xịn sò vừa kim vừa điện tử luôn, 4 ô điện tử nè, rất là độc. Ở trên là kim, ở trên là dây đó đi nè, rất là đẹp, đầy đủ chức năng chuông đèn giờ thế giới bấm giờ quá trời chức năng luôn đó, rin từ anh z luôn, đẹp keng luôn. G1 nha, 680 bao ship. Rồi đặc biệt của ngày hôm nay là một con Egin đi, Egin Mỹ nha, new 100%. Đây sổ sách đây, đây chạy hai máy còn nguyên táp luôn nha, chưa sử dụng luôn. Hôm nay em bán với giá là 1,5 triệu, con này 1,5 triệu à, nguyên táp chưa sử dụng, new mới tinh titanium, hai máy niềng xoay đó, ba kim chạy 3 múi giờ khác nhau được luôn, có báo thức luôn, lịch vạn niên đầy đủ chức năng đó. Chỉnh kim chỉnh giờ, đặc biệt là núm cổ chai nha chứ không phải núm thường nữa, rồi núm cổ chai. Con này mấy shop khác đang bán 1,8 triệu 2 triệu nếu mà mới hoặc còn táp á, còn em là full box luôn nha, hộp của nó nè, sổ sách luôn, núm cổ chai. Đó, nêu luôn. Đây có hình chiếc máy bay. Đúng rồi, đúng rồi. Titanium nha. Đáy xoáy nè. Mã của nó là FK935C đó. Mới tinh luôn. Rồi size của nó tầm 42 đó. 42. Nếu cả núm là 434. Đó, mới tinh luôn, nêu luôn nha, chưa sử dụng, chưa lên tay luôn. Con này mã là E2 nha. Em bán hôm nay là 1,5 triệu đó. Đó, nêu chưa sử dụng. Nguyên hộp luôn cho các bác về bóc. Ê, mã con này là E5 nha, em nhầm, mà E5. Đó. Anh em cần thì cứ inbox Zalo mình sẽ quay cận cảnh cho. Rồi sẵn lên full box mình lên thêm một con Casio New đi, nội địa Nhật nha. Đây New 100% có hộp, đây còn nguyên táp nguyên siêu luôn, chưa sử dụng. Đặc biệt con này là xài pin năng lượng nha, size của nó là 42 đó. Đây dành cho bác nào về tự bóc siêu ra sử dụng luôn, dây nè còn nguyên siêu luôn, còn ni lông nè nguyên táp luôn nha, đó rất là đẹp. Em bán 1,2 triệu, 1,2 triệu nha. Nêu dây này dây rút thông minh nha, muốn dài muốn ngắn thì tùy ý. Đó đèn của nó là rất là sáng luôn, pin năng lượng đây có báo mức pin năng lượng là đang ở mức trung bình, mình đem ra nắng mình sạc nó sẽ có 3 mức L, M và H, H là cao á đó. Đó. Này giờ thế giới nè, báo thức nè, có báo tiếng nữa, 5 chế độ báo thức luôn nha. Rồi bấm giờ nè, đếm ngược nè, đó. Lịch vạn niên luôn nha. Này là dạ quang hết luôn, rồi em test dạ quang cho cả nhà cùng xem. Rất là sáng luôn, mới nha, chưa sử dụng nha. Ở hàng có sao em nói vậy, đẹp cực kỳ luôn, chưa sử dụng luôn, dành cho bác nào thích phát xé tem xài, nội địa Nhật luôn nha, nguyên hộp luôn. Đó, con kia cũng nguyên hộp, con mã này là C66 nha. Rồi em lên lại con hôm qua, chắc hôm qua em nói sợ không có kỹ,
Còn qua Egin E12 nha. Nguyên hộp luôn. Đây. Tự động nha. Có có tay này kia luôn. Đó, niềng xoay nè, đáy xoáy. Egin là của Mỹ nha. Đó, Egin là nguyên hộp luôn. Đây, tự động nha, đẹp keng. Dạ quang luôn. Lịch thì có kính lúp nè. Đó, đẹp keng, niềng xoay nha. Đó. Núm đáy núm cổ chai. Dây là khóa là nguyên riêng luôn. Size của nó là 39-40 chưa núm á. Đó, đẹp keng. Mã của nó là E12 nha. Tự động, automatic nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, một con Sonne Howry H015. Con này bán giá nêu của nó rất là cao nha. Đây, automatic có tai 7 kim. Thứ ngày tháng 24 giờ. Đó. Rất là đẹp. Đó, có nó có mấy cái lỗ này mình để mình chỉnh thứ ngày tháng nè. Đó, có tai này kia. Này rất là bự nha, size này size khủng luôn á. Size ngang của nó hồi là 39 5 40 rồi. Càng của nó hả? Đây, 46. Nhưng mà tay bè bè cũng phải 18 trở lên mới đeo đeo nổi à. Đẹp cực kỳ luôn, rin từ A đến Z. Đó, dây khóa rin luôn. Lộ máy trước sau rất là đẹp. Mã của nó là S2 nha. Đây. Con này không mua thì mua con nào nữa. Rất là đẹp luôn. Hàng có sao em nói vậy. Inbox thì em gửi thêm video cận cảnh luôn, quay chi tiết cho mọi người cùng xem. Rồi. Em lên lại một con Varari nội địa Nhật nha. Niềng cứng, dạ quang xanh dương. Size cũng rất là to, 34, 43, 44. Đó. Cỡ 43 chưa núm. Cả núm chắc phải 47. Dạ quang xanh dương nha. Dạ quang xanh dương, để em test dạ quang cho. Dây dài luôn, khép đúc nha. Rất là nặng. Nặng cực kỳ. Nội địa Nhật. Con này mã là V1 nha. Lên, em lên thêm một con Casio cá kiếm đi. Dòng cá kiếm nha. Đây. MD901, đáy xoáy. Núm cổ chai nha. Niền xoay nè, dạ quang nè. Đó. Casio cá kiếm nha. Size của nó tầm 37-38 chưa núm á. Cả núm cỡ 40. Đó. Cũng còn đẹp, rin kính không chày luôn. Đó, dạ quang luôn, niềng xoay nè. Đó. Dây rin luôn. Mã của nó là C30 nha. Con Casio máy tính quân đội. Đó, dây dù nè. Đó, rất là đẹp. Đó, rất đẹp luôn, đầy đủ chức năng. Mã của nó là C21 nha. Casio máy tính nha. Đó, em lên lại con U1 đi. Đây. To khủng khiếp. Size của nó là 50 chưa núm. Còn cái núm của nó núm ngược. Đã vậy còn có cái khóa bảo vệ rất là ngầu luôn. Mở ra muốn chỉnh giờ chỉnh ngày rồi tùy. Đây.
chỉnh ngày, rút ra chỉnh giờ. Đẹp keng luôn. Dây rin mặt bự khủng đó. Dây của nó luôn nha. Nè, có logo U-Boss. Mã của nó là U1 nha. Khủng khiếp luôn. Nhìn cái mặt hơi là tay phải 18 19 độ lên mới đeo nổi. Đó. Đây, Casio Overland. Con này cũng hiếm gặp lắm, đèn tự động mà. Bao nhạy luôn. Size 39. Đèn dơ nhẹ thôi là sáng. Mà không cần đèn nó dạ quang cũng là siêu sáng luôn. Dạ quang của nó, còn đèn của nó nè, hai đèn led xanh. Mã của nó là C32 nha, titanium dây dài luôn, đẹp cũng đẹp. Còn đẹp green báo thức luôn nha. Size 39 chưa núm. Đó. Báo thức lịch vạn niên, con này có thể chỉnh giờ bằng điện thoại. Dùng điện thoại để chỉnh giờ hoặc là dùng chỉnh bằng tay. Bằng hai nút này nó không có núm để chỉnh đâu, rất phải biết xài. Lên con Casio quân đội nha. Đó, niềng xoay luôn. Này xoay ba kim, con này xài cũng bự lắm. Casio nha, đèn là đèn nền nè. Đèn nền đẹp lắm. Đó. Mã của nó là C1 nha. Đây. Đẹp, mấy con này là cũng hiếm lắm, hiếm gặp. C1 nha. Size của nó chắc 43. 43, 42, 43 chưa núm. Đây một con Casio mình đang đeo nha. Con này độc. Phải đấu giá mới có được. Đó. Casio nha, AW61. Đèn của nó nè. Nó bấm đèn mà nó còn kêu nữa. Đó, đẹp không? Full chức năng luôn. Rất là độc. Bấm giờ báo thức lịch vạn niên lâm đó. Mô hình boss mình, con này giá cao nha. Đây một con Casio new luôn, 580 bao ship. Mã của nó là C19 nha. Size của nó tầm 49 đó. 49 pin năng lượng mặt trời nha. Cục pin thôi cũng hết 300 rồi. Đây đèn của nó đây. Nó đầy đủ chức năng mới luôn nha, chưa sử dụng luôn, còn siêu nè. Đó, mới tinh luôn, chưa sử dụng luôn, ốc yết này kia. Đó, 508 bao ship Casio nha. Rồi mình mới về một con này đi, đèn tự động. Đó, dơ nhẹ tay hay là sáng rồi. Mô hình boss mình, con này mã là C60 nha. C60 còn đẹp lắm. Ba kim, hai ô điện tử, đèn tự động. Có báo thức lịch vạn niên đầy đủ chức năng hết. C60 nha. Chuông đầy đủ chức năng, giơ tay là sáng. Rồi em lên lại con Swatch Quiz nha.
automatic lộ máy trước sau, rất là đẹp. Size 3637 chưa núm nè, lộ máy trước, lộ máy trước. Xuyên khấu luôn. Đó, rất đẹp. Có tay luôn. Thụy Sĩ. Rồi để coi 21 gieo, 21 chân kính. Mấy con này cũng lâu lâu mới có thôi. Rồi. Rồi chào cả nhà nha, để mình làm hàng rồi mình sẽ lên tiếp. Chúc cả nhà sức khỏe và thành công.